Xin chào tất cả quý vị và các bạn và các bác đã quay trở lại với kênh Phúc Bang. Hôm nay thì Phúc Bang lên phòng Quang có một cái lễ đám cưới của hai nhân vật khá là nổi tiếng, đó là Dương Quá và Coco. Thì từ hôm kia thì Dương Quá đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Phúc Bang, bảo là anh ơi lên dự đám cưới với vợ chồng em, Coco thì đang rất là mong anh lên để dự cùng vợ chồng em. Thế là nhận lời mời thì hôm nay thì tôi đã lên cùng dự cùng hai vợ chồng Dương Quá và Coco. Sau đây thì mời các bác cùng xem nghi thức và các thủ tục đón dâu của người Mông ở trên này là như thế nào nhá. Xin mời. Vâng, đây là các thiếu nữ đang chuẩn bị mặc đồ để đón chú rể đây đúng không? Các em gần 40 giờ đấy. 40 rồi á? 40. Đã qua 30 rồi đấy. 30 rồi à? Chắc là tầm khoảng 32 thôi đúng không? Quá mệt rồi đấy, make up. Rồi làm đẹp. Thế sao nhiều bộ thế nhỉ? Sao không bộ này đẹp nhất nhỉ? Nhìn thấy bộ này đẹp nhỉ? Bộ này đắt tiền đúng không? Rẻ thôi. Rẻ á? Nhìn. Nhìn thấy đẹp thế. Đây này. Đây là bên nhà trai hay nhà gái? Nhà gái. À nhà gái à, chị dâu à? Ờ đúng rồi. Cháu dâu. Ui. Đấy, đẹp. Đây làm bình thường thôi. Lan để chụp ảnh nó mới đẹp đúng không? Tự làm. Thấy chưa? Chị này giỏi phết nha. Được make up được. Quét lại đấy. Chào nhau đi. Thế cô dâu ai make up cho? Cô dâu khác làm. Cô dâu khác làm á? Đấy. Da rất mịn, người phụ nữ Mông người da rất mịn hồng hào. Đánh phấn không đánh son không cần đánh nhiều. Nhờ. Thấy không? Một tí đã đánh một lớp thôi, đấy. Kem nền thôi. Đấy. Đặc quá này mẹ. Vậy à. Một ai có lấy cả giá như ta không? Các bạn này cũng các bạn xinh nhỉ, các bạn rất xinh. Rồi thử máy luôn nha. Tôi coi là tiếng nè, tôi mất cho tiền. Nha, tôi không có lúc tại đó. Bây giờ lúc mà nó đi. Cô chẳng có lúc tụi em. Lứa tụi em. Sinh không? Mẹ sinh không? Hả? Mẹ có sinh không? Có nó mẹ. Mẹ có sinh không? Hả? Có sinh không? Cô mẹ có một con đồ con làm cho tất cả mọi người luôn à? Hiểu chưa? Đấy. Đánh như này. Đánh như thế này, đánh cho chồng không nhận ra thì sao? Chồng không nhận ra thì sao? Có tổng mấy tiền chứ lò. Hả? Có chứ. Có à? Chồng không nhận ra thì biết làm sao được. Tờ chân. Đây là Uyển à? Đấy. Thế em gái trên nữ. Trình trang điểm lên thì càng làm cho mặt các vừa nãy nữ cho một ít Mông nền càng vào càng hồng hơn, đẹp hơn. Đúng không bà thế nè? Đúng không bà? Quý nhân chỉ chơi khác hả? Đây là nhà bếp khá vất vả từ sáng sớm từ 2 giờ sáng để sử dụng hơn 90 Mông. Ố. Đợt này là bao nhiêu? 90
Dạ. 90 mâm à? 90 mâm là bao nhiêu anh em làm tất cả? 80 làm. 80 làm. Vẫn 8 người à? Anh em 80 làm nha, bác nha. Phải nói là làm cả đêm đấy đúng không? 9 món. 9 món. Rồi. Chưa tính món thắng. Đấy, 9 món. Đây, thực đơn này được các đầu bếp ghi rõ đây rồi. Đấy, không quên. Con gái con mà cũng mặc bận vội. Châu mè hay gì đi ra hết rồi ha. Giờ đi lại làm bếp tiếp hả? Lại bị làm bếp. Ôi rồi. Các thiếu nữ đẹp thế. Đi đâu đây? Chỗ này lúc cổng hả? À, đây này. Ơ đi, làm sẵn lễ xong rồi à? Xong rồi. Mày cần thuê cái nó xuống. Hả? Cần nè. Đây là bộ khác à? Ừ. Cô dâu thì... Xe. Xe một tuần à? Ô đi dự án nhỉ? Đã? Xong rồi á nhỉ? Đi rồi à? Chưa. À, đây đi đâu nhỉ? Đi. Quay cái này phải quay từ dưới lên thôi. Quay đâu? Người ta chụp quay lại như hôm nọ. Đấy. Cô thích vu lúc say à? Lúc say cái con na có giờ à? Na rồi. Đâu? Nó. À. Bây luôn đây. Lúc ấy á, lúc rồi đó. Bây giờ lúc và cảm thương nó mùa chỉnh nét rồi. Chỉnh nét. Nhắc cái nữa, yêu lúc rồi đó, yêu ảnh đó. Đấy, cô dâu này. Đây, chế thì cho trở lại ơi, chế cho mùa. Ôi, còn một nữa mà. Tôi ở đằng sau đấy, đèo mẹ. Cô dâu rất là xinh xắn. Bố và anh các chị chờ ý ảnh nhá mày anh đi tắm anh đi tắm đoàn kết thế hả ai muốn trắng phết đây thôi hả theo con luôn con hộp kính cơ ổn không mấy ảnh nhá đây rất các nhiều nhiếp ảnh ra đang chụp đây rồi. Có lúc mặt nó lúc hình nó vuông. Lúc nó cũng cái lúc ấy không đây hai anh em. Ba. Đây là hai anh em đúng không? Bé luôn ơi. Nó đã chụp thấy mình rồi. Bé luôn ơi. Ôi ôi ôi. Lại nào. Đây, cho cái đầu xuống dưới. Cho đầu xuống dưới. Con chị sẽ hỏi. Cho cái đầu xuống dưới. Chú rể đi đâu rồi nhỉ? Ô, thằng này quay ngược. Đây là anh trai nhá. Đây là anh trai, không phải là... Anh trai, anh trai. Chó à. Cũng là cũng đánh bạc cây à? Ba cây đây. Đây là cây lên tiền đó, để hỏi mẹ. Đây là em út đúng không? Em này không, không. Anh út. Thì út út. Cá sen nhé bác. Không lắm. Đấy. Cái mặt. Rồi. Đấy, mặt thì rất là đẹp.
Hả? Mày là chú gì à? Làm gì? Là anh trai thôi. À, tưởng mày là chú gì mấy anh cả. Thế này, anh, chú gì đó này. Tôi mời lên phải nhận nhanh nhanh đấy. Anh họ nhận đấy. Ôi cha. Không hơi khoang tay thì anh. Lại kéo đi. Không phải hỏi cái gì đâu mà à không không lấy tôi lấy tôi đã không to liêu to liêu vậy con lừa thế nhưng mà cầm bầu đứng mỏ cho có nhiều tà đâu bỏ chứ bây giờ đã cắt chân nó cần nghỉ phép á được vài năm không thấy nhau nhiều luôn nhỉ, chụp hai máy luôn liên tục đúng không? Anh chán vậy, chụp liên tục đi. Đẹp đẹp. Chụp ảnh nó chuyên nghiệp thế này cô. Đây là hai chị em ạ. Hàng có đẹp nè, bình giờ chỉ tao mua mà đẹp và ít cháy được nè, đồ con mù mù cũng chẳng mất đèn luôn, đồ con lừa cái gì cũng lừa, mất đèn à, bạn của bạn của cô dâu đây là bạn của cô dâu đúng không? Cô thế già trai ở đây không ạ? Ở đâu? Ở trong kia đâu. Có đường đi chưa? Đến từ Hà Giang lên à? Hay là ở đâu lên? Về thành phố ạ. Về thành phố à? Hà Giang, Hà Giang tưởng là không phải thành phố. Thế nhau vào chồng kia chưa? Đi đâu ấy? Cô dâu rồi, cái không tí cô dâu đi. Đi đi được cô dâu chứ. Sao thế? Sao lại không mặc cả người Mông nhỉ? Đấy, ở đấy. Cháu không có áo. Thôi rồi không có áo. À, xin lỗi. Hai chị em nhá. Đây là Thúy Vân và Thúy Kiều nha các bác ạ. Đây. Đây là Thúy Kiều và Thúy Vân này. Thúy Kiều bác phận. Không, Thúy Kiều trong trong nghệ thuật chứ không phải văn chương. À, chào xin chị ạ. Không có là sao không chị ạ. Mày ạ. À, vào đi, vào đi, vào đi. À, chăn này anh. À, đến chăn cho em rồi. Đấy, nếu mà ô nhở mặc áo như cô dâu đi đây 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 bây giờ mới set up đi không để lan không say đều đấy ăn kiểu này nó không mất không tập trung ấy. Đúng rồi. Đi cho đi ngồi ăn ở dưới kia. Hai mâm này có hai mâm ở đây chưa có người ăn đâu ơi. Này cái gì? Này thì chó sát thử à? Ơ, Hào Nguyệt ơi. Chó sát thử à? Đi rồi. Cô dâu. Em xin cô dâu kiểu. Vào đi, vào đi. Chụp cho chụp kinh này. Em chụp á? Ừ. Đây, lên làm cho trên phương quang ở đồ ra đấy. À đây à? Nè. Một cuộc đời của nó cũng một lần. Đây này, đây này. Nhìn này, nhìn này nè, đấy. Sao đây đúng rồi. Đi đâu rồi? Đây đây đây. Bà con ơi. Cái đoàn trẻ là người đấy kìa. Chụp đây, chụp đây, đấy, lấy nét vào nhá. 7749 kiểu. Xem con đẹp không? Xem đi.
đấy. Thế là đẹp rồi. Nó to quá. Chúng để vào đó rồi. Hai bạn cùng lớp à? Bạn thân cháu á. Hai bạn cùng lớp đúng không? Vâng. Thế bạn này là lấy chồng chưa? Có chưa. Sao lại chưa chồng bạn này lấy rồi? Bạn này tại vì bạn đi bỏ cháu rồi. À thế à? Một bạn thì đã lấy chồng, một bạn chưa lấy chồng. Đẹp ơi, đẹp ơi. Nhà em ở đâu? Đẹp ơi. Nhà em ở đâu? Dưới chợ lớn. Chợ lớn á? Chỗ tổ mấy? Tổ 17. Tổ 17 à? Trần Phú. Ở trên nè. Đẹp không? Không đẹp thì chụp lại đi. Nó cơ. À, xin chào người quen. Hôm nọ gặp nhau đúng rồi, mặc đẹp thế. Ôi rồi ôi, đấy. Đấy, bộ này là bộ tự làm đấy đúng không? Mua thôi. Mua à? Sao đẹp thế? Chắc nhiều tiền lắm đúng không? Bộ này rất là nhiều tiền. Đúng không? Phải không chị? Chị ơi, phải nhiều tiền không? Nhỉ, đẹp như thế cơ mà. 2 triệu đấy. 2 triệu à? 2 triệu, ôi rồi, đấy. Thấy nếu mà bỏ áo khoác ra thử xem nào. Hôm nọ đấy, đây này, túi này cũng là túi thổ cẩm này. Cái hôm nọ thôi mà, hỏi soi làm cái gì. Ô này. Cái hôm nọ đâu, hôm nay đẹp thế, không nhận ra này. Hôm nọ bảo hôm nay mặc đẹp đúng rồi, đẹp lắm. Thì bảo là mặt thì phải mặt thôi. Ô phải mặt. Ôi là đẹp thật. Đấy. Đây là các bộ của người phụ nữ trung tuổi. Còn kia là những người phụ nữ tầm khoảng 17 đến 32. Có chắc. Đấy. Rất là đẹp. Này. Đây. Đấy, đấy các con cũng mặc đẹp đấy. Đây này. Đấy, bạn này cũng mặc rất là đẹp này. Đi đám cưới Dương Quá và Coco đúng không? Chị ơi em nhờ tí xem nào, em nhờ tí đây. Đây. Các bác ơi, đây là Dương Quá và Coco nhé. Đấy, hai nhân vật chính của ngày hôm nay. Vâng, và đây là bàn thư ký tổng kế toán của ngày hôm nay. Đấy, ở đây thì rất là hay. Cả ghi sổ và có cả bỏ phiếu. Trời ơi, đấy, đẹp thế. Cháu chào các cô nhá. Nhấp hạp này. À, đây là vải à? Áo à? À, tặng cả áo á? À. À, các bác thân mến, đây là khi bà con trong và anh em đến thì tặng cả áo. Còn cái này là cái gì ạ? Cái gì? Vải à? Yến. À, tặng cả vải. Đấy. Dạ, vâng, em chào chị nhá. Ôi. Bắt tay tí. Không có hôm nọ say rượu quá. Chào chị nhá. Người quen đấy. Người quen. Người đấy họ bảo là ô hôm nay anh lại lên nữa mà là mừng quá sao hôm nay anh lại lên nữa. Hôm nay lại gặp nhau đây. Tí nữa sang đổi hai đi. Có chứ. Giao lưu. Cảm ơn. Đây, đang tìm hiểu. Tất cả những cái đồ này sẽ được ghi vào trong quyển sổ ngày hôm nay đúng không ạ? Của hai vợ chồng đấy. Để được có cả đồ yếm và quần áo, tất cả sẽ được ghi trong cuốn sổ này đó, để sau này là hai vợ chồng giữ đúng không? Đấy. Sao lại cứ núp vào sau lưng mẹ thế? Sắp lấy chồng đến nơi rồi còn lấy rồi á? Đâu bé này này thật á? Thật mà. Thế còn xấu hổ như thế?
Con số hổ gì nữa đây? Này, con lớn thế này rồi á? Con đứa bé à, đứa bé này nè. Bé bé này. Mẹ đây. Ồ ừ, đấy, nhìn như học sinh cấp 2 đấy. Ồ. Ý anh lấy chồng thật à? Vâng. Ồ, thế là con ai đây? Đây đây đây. À. Đây là cháu. Con bác à? À. Hai chị em à? Em với chị này hai đây chị. Là, đây là em chồng em. Em dâu. À, tức là con của chị dâu thì đóng cống con không, con em à. Con của chị gái. Cống con chồng em. À. Đây em là chị gái à? Chị chồng. À, chị chồng. À, chồng. À, chị đây là em dâu. À. Rồi. Okay. Rất nhiều trẻ mà thế mà đã lại cứ có chồng rồi nhỉ, thế là không biết là trêu nhầm đấy nhá. Ở trên này nghe nghe là nghe nghe nương mà chả lấy chồng sớm à? Lại bảo thế hôm nay không làm bếp nữa à? Sao không mặc quần áo đẹp? Ô, không có đâu, đi chợ thì đi xem không có tem của mình ấy. À. Quần áo ấy. Quần áo họ không dán tem của mình. À, không dán tem. Ừ, không có tem của mình là không mình ấy. Không có tem. Không có tem của mình là không mặc. Không phải là không mặc, không mua về. À, không có tem. Rất là hài hước. Sao bảo chồng dán vào? Ừ. Cái này là phải chủ cửa hàng. Đây là con của em à? Vâng. Ôi giời ơi. Có bọn thế rồi. Rất đẹp. Rất thích những cái bộ trang phục của người phụ nữ Mông rất là đẹp. Tiếc là những cái chị lại không chồng lại không dán tem dán tên trên áo. Không phải là chồng không dán tem là người bán hàng ở chợ không bán không dán tem. Mùng 8 tháng 3 thì sắp đến nơi rồi thì lại bảo không dán. Sắp đến nơi hôm nay cũng tính mùng 8 tháng 3 rồi. À, hôm nay đi có... chơi mùng 8 tháng 3 rồi. Vâng. Đấy khi đi thì à hàng hướng dương đi anh. Vâng, ăn đi. tự nhiên đi, đang đây. Đấy, Hiếu đã được anh, chắc là anh em họ hàng trong gia đình mang đến. Ủa, thế chỉ tao đào ồ sao không sao lại không mặc áo truyền thống nhờ, hôm nay hơi lạnh à? Không có, lại chồng không dán tên rồi. Đây, Hiếu được anh trong gia đình mang đến tặng cô dâu chú rể. Ghi cả sổ và cả bao gồm cả bỏ phong bì. Vâng, cá lên. Cô mang chiếu tặng hai vợ chồng à? Vâng ạ. Vâng, đấy rất hay. Đấy. Rất là đấy, đấy có những bộ rất là đẹp luôn. Mâm cỗ thì đang được nhà bếp chuẩn bị. Cỗ đây thì họ tự làm. Vâng, canh nấm.
rồi chứ đủ à? Rất là đông rồi. Cứ đang ơi. Cứ vào đi, vào đi. Lát nữa ngồi sau. Cứ vào trên đây. Vâng. Em mời chị nhá. Mời cả nhà nhá. Thế nhỉ? Bộ này đẹp đấy. Quay làm gì đây? Quay thấy người đẹp là quay thôi. Bộ này đẹp thế nhỉ? Cơm đẹp đâu. Ăn đi, cả nhà ăn đi. Mời cả nhà nhé, cứ ăn đi. Rồi, quay một tí thôi. Cứ coi thoải mái đi. Rồi. Rồi. Mời các anh nhá, các bác nhá. Vâng. Lớn bàn tóc gầy o. Mời hả? Còn đã ngồi kín chỗ hết dạp bên này rồi. Đấy. Mời rượu. Đi mời rượu đúng không? Mời đi. Đây là. Chị dâu sẽ đi mời rượu. Con quốc kìa, quốc học quốc kìa. Mà chị dâu, con gái thôi. Con gái á? Con gái của họ, chị gái à? Cái hậu ý lộp rồi. Tại sao bữa giờ hồ sợ hồ bữa ta? Nó nè, cái hồ. Bữa ta tại sao là hồ á mẹ? Hồ mẹ. Con chỉ là tập hồ quá, hát nó chỉ bách thôi mẹ là chỉ hốc. Tại sao hồ á bữa giờ? Tại sao hồ á bữa giờ? Con học bà em muốn nhau. Con mẹ sao? Mẹ hàng à? Mẹ con tao chả là hồ cái tàu. Con tao không cần hồ cháu mẹ. Con tạo cái gì mà? Con chỉ hốc. Con chỉ hốc. Có tên tiếng này nữa, có bê cổ, có tên là, có bê cổ, có bê cổ. Tên chứ mua chứ nói mê. À là thì bê chả khó xả là. Uống thật đấy, uống thật đấy, rượu thật, rượu nặng lắm. Mê hãy muốn nó cháu á, chứ hãy chứ có hề lưỡi. Có hề ra ra, chứ hề không có hề không á. Đấy, các bạn. Đây. Lại được thêm thêm mà lùi đấy ăn thêm thức ăn nha. Tay từng người. Thế là 90 mâm là 90 chén đấy. Đúng rồi. Hai chị em.
Hoa hồng không tàn lụa lẻ. Bên này à? Bên kia. Bên kia được. Bắt khoác tay đi. Khoác tay đấy, khoác vai nhau đi. Rồi uống rượu phải khoác vai. Hai chị em mời khách. Được rồi, cứ mời đi. À, chào cả nhà nhé. Chia nhau ra mời. Đội này bên nhà gái mạnh thật. Đây, toàn là các chị đi mời rượu nhá. Chén đầy đi. Đừng quay vào mặt. Lát nữa làm lúc việc lúc thì còn đẹp, lúc chưa về xấu lắm. Uống chỗ này về nhà nó gần hơn à? Thêm một tí vào nữa. Đấy. Yeah. Quang tài phải đầy. Cái này đầy nhưng mà mấy cái này phải hết. Nhá. Yeah. Cái này cũng phải hết. Tất nhiên rồi. Uống với đàn ông không phải đơn giản đâu. Ít nhất phải để cái chén. Phải gì thế? Cho nó bằng nhau một tí chứ. Nhiều vào đi, bằng nhau nhiều đi. Cái ít thế này. Nào đây là đúng rồi. Đấy. Không bằng đi. Chị ấy chén đầy cơ mà. Đấy. Đúng không? Chén đầy nó quang trải mà đâu lá đâu. Đầy về đó. Nhưng nó khác mẹn mà. Mấy con này toàn cứ là hải tường long thôi. Vâng. Rồi, đây, nhìn chị này. Thôi anh ạ. Đây là em à. Thấy chưa, một hấp luôn. Đấy, thấy mày nhật tỉ. Thấy chưa? Luôn. Này và may lại vào. Còn nhật. Không ăn đâu cơm, uống rượu. Uống rượu nhá. Uống rượu ngon thì to đây. Nó có bảo vệ ăn cơm đâu, nó bảo vệ uống rượu mà. Nó người uống rượu rồi, người ăn cơm đâu. Uống xong là bắt tay. Uống xong là từng mâm là bắt tay. Hết chưa vậy? Ồ, đẹp thế nhở? Ồ, càng ngày càng nhiều bộ áo đẹp. Bộ này đắt tiền không? Bộ này này. Vừa này rẻ nhất. Ừ, thế mà bộ này rẻ nhất mà. Nhìn đẹp thế còn gì? Bộ này? Bộ này đắt hơn. À thế à? Bộ này này. Bộ này rẻ thôi. À. Thế à? Sư thảo dùi, ý chờ... Bộ này hơn triệu, bộ này... À, bộ này bao nhiêu? Nhiều, nhiều lắm. Đâu xe nào đấy đi mời rượu đúng không? Đi theo chứ, mời đi. Xem... uống rượu giỏi lắm mà. À. Nếu ai cho đã các em à, đã cho cháu đến đây à. Ôi, ôi, trả nè. Trả nè, tôi được gói bằng cho đúng không ạ? Thằng Tiến đấy. Đấy. Ít nhất cũng phải có mâm này là mâm đầy đấy, không phải đơn giản đâu này. Đấy, mâm này không phải đơn giản đâu. Đơn giản đâu. Có phụ nữ uống nó đầy mà. Mâm cỗ thì phải có thịt gà. Thì phải có mấy con đàn bà nó mới vui. Đấy đúng rồi. Có đàn bà không vui mấy. Không có đàn bà không có ai uống mấy đâu mà. Không có đàn bà đàn ông cái hàng rồi. Mà đàn bà không có đàn ông vốn ế. Hiểu. Chú này không biết à? Vậy trong làng mà ở cảnh đây mà. Không luôn. Anh của ông này không biết à? Ôi không biết khác họ. Không biết đâu. Uống gì mới biết. Ở đâu về? Cả thế nói bảo uống riêng luôn. Cũng không biết nó ở đâu về đâu. Không biết. Cũng không biết nó ở đâu về. Không biết luôn. Giỏi thật. Ở nhà, thấy chưa?
yếu thế. Xe nào cháu đi lại. Ôi rồi. Say chưa say mạnh không mạnh. Đây đơn giản đó. Một chén đầy mà một ngụm thì không phải đơn giản đâu. Đây này. Còn thân tôi thì làm được 6 cái này thì tôi lăn luôn đấy. Thế thì bọn tôi làm 6 cái 2 cái đấy. Cái ối đã cầm mấy ngày còn mũ ối này. Người hay không? Không đơn giản đâu anh ạ. Ý là làm đây xong là về cùng anh em đây uống riêng. Uống riêng chứ? Uống riêng đấy. Trong một nửa thật nói uống riêng thì một nửa. Muốn uống riêng thì phải hỏi. Muốn biết phải uống riêng mới biết. Nhưng mà chú từ đâu lên thì cháu còn không biết tên chú. Ở cạnh đây mà. Vâng vâng. Cảnh làm mà. Phải trả lời là lát tên lỏng bên tù này. Yeah. Chết đâu hỏi tên, chết sao hỏi nhà. Chết từ đây không biết nói à. Chết phải đây à? Vàng ơi. Vậy đấy quen lắm mà sao không biết nhỉ? Thế là tưởng đó đấy. Đó là con dâu nhà ai? Không biết. Thế là con dâu nhà em. Biết mặt. Biết mặt nhưng mà không biết ai. Bố cô nhắn lắm. Không biết tên. Bác gái nể. Đấy, lúc nãy anh còn không nói cho em. Giờ anh lại nói tiếng của anh cho anh. Thế chú ở ngay cái khe này mà. Ba khe đi một tí. Ba khe một tí thôi. Cứ ở cái chỗ khe này. Ông Kiển đây. Ông Kiển đây. Ông Kiển á? Không biết đi với chồng ấy. Có nghe rồi nhưng mà không biết mặt. Không biết bạn cho kiến thầy. Vâng vâng. Đến làm dâu thôi. Không phải dâu nó tiết đời rượu thôi. Chỗ khác về đây làm dâu sao không biết ông này. Ôi con dâu ấy chú lẻ con chưa. Làm vợ thôi. Làm vợ thật đấy. Không phải làm dâu đâu. Làm dâu bây giờ hỏi đi mới phải làm dâu. Làm vợ. Rất định nhớ rất hay. Thế nào về đây làm vợ. Làm vợ. Cảm ơn. Lại mười lại món này. Thế thầy nhá. Lại tiếp tục về đây anh ạ. Vâng vâng. Nó mày đang vào nó vâng, ngon. Đang vào. Lại chén đầy. Đấy. Ở thích. Có mời mà. Thích cái soi sao gái là Thanh Vân về. Em này chắc ở Thanh Vân về. Thanh Vân ở chỗ nhà trai ấy. Thế uống rượu ác thật không? Nhà. Năm mà. Chị gái của nhà trai ấy. Thanh Vân nhà đây. Nhà trai bên đằng dưới. Ở dưới Phong Quang. Nhà trước à? Vâng. Bố của Huỳnh ấy. Bố của Huỳnh ấy. Cháu biết anh Huỳnh nhưng mà cháu lại không biết. Ờ. Chị Núi Lâm. Thế là lấy được em dâu là cũng phải say thì cũng đáng thôi, có gì đâu. Không biết nói gì đâu. Uống cái này là chỉ có để về một lúc. Đây là nhà trai à? Nhà gái. Đây là chị dâu, chị gái. Chị gái của chú gì phải không? Đây. Đây lấy xin hả? Đây xin cổ đây á. Đây á. Sứ á. Tôi biết bà. Đây. Anh cho em cho nó lại về lấy con gái của Pháp. Ai da. Thế này ở bên kia đang bên này. Thế là đủ nhau thôi. Đủ nhau thôi. À, đây là xưa. Cháu dâu hết. Thế là anh em trong nhà. Nhà này trong nhà ấy. Mời các bác dùng nhá. Bác không biết chưa có gì. Đây. Vào đây làm một ly đã. Bác lát nữa cháu làm. Làm một ly đã. Ở đây thì bà con đây thì đã quen tôi một lần rồi nên rất là khỏe thế. Rất là nhìn mà nó bắt cháu cả. Cái thế tôi hỏi cháu này. Sao để nó hả nó trong cú tá sao? Sao để tôi để tôi hỏi cháu này nha, hỏi cháu. Dạ. Nên là họ hầu giờ chuyển cùng một kế hết mà chứ họ không hết mà. Cháu là bắt tay rồi. Lòng cao. Nó còn nó cứ gì cũng có điện thoại như vậy ạ. Bây giờ bên ngoài team của Khánh team của cô râu. Cô râu thì chú bà ơi có là khổ đó được. Cái lóc đó đấy. Hello. Tên là gì? Tên là gì? Chào khán giả đi. Xin giới thiệu với các cháu tên là Kim Anh. Kim Anh à? Thế tổ 17 à? Thường Trần Phú. Bạn thân nhất của cô dâu đây.
đâu. Sao không các bạn không vào ăn cơm à? Đủ các bạn vào ăn cơm đi. Đây là khán giả đang xem bạn... cô dâu và bạn của cô dâu đúng không? Khán giả về ăn cơm thôi, không phải là về xem cô dâu đâu. Như cô áo đen đi, cho nó đẹp. Cho mát. Nhá. Ô, ở trên này mặt cái kia bảo là dây hết rồi, vứt đi không? Trên này. Chắc là sáng nay. Sao lại cười? Chưa thấy mặt, chưa thấy bao giờ ấy. Chưa thấy á? Chắc là anh đi khắp nơi thì anh thấy nhiều lắm. Không, không, không. Không thấy mấy đâu. Bà thấy đẹp không? Bà thấy mặt thấy kia đẹp không? Không biết rồi. Cười. Bộ này là đẹp nhất này, anh thích bộ này. Đấy. Đây cái lúc con mà. Thế thì cười xem, cười đi chung. Đấy, bộ này mới là đẹp này. Đẹp nhất. Nó chưa lấy chồng mà. Hôm nọ là bốn con rồi còn. Không phải đâu, hôm nọ bốn con là chưa ở nhà, không đến đây đâu. Đây đây chỉ có một con trai cả với lại mấy con út. Còn ngoài ra ở nhà. Nó về đây tìm người yêu chứ. Đây, chụp đi, chụp đi. Đẹp mà. Tí nữa chú phải chỉnh vlog lên thì chú phải photoshop lên nhá. Vlog là chỉnh sao được, chỉ chỉnh đẹp màu lên đẹp hơn thôi. Ủa tóc như nào ấy? Cứ kệ nó đi chứ. Cho cái lúc anh bay là thì giặt xe kìa. Đấy. Bạn này mới lên à? Bạn này mới lên à? Vâng. Ơ cái này đẹp. Sao mấy bạn không vào ăn cơm đi? Vào ăn cơm đi không là muộn bây giờ, nhà ngồi bên kia còn chưa có mâm với cháu ấy. Cô dâu đã quên là lăn nữa là cô dâu lên xe hoa rồi. Đi xe hoa. May cho bộ bà bảo một bộ như thế này nhá. Chú, anh thì anh đi đâu anh cũng thấy thì anh mua... Tặng bà. Ừ, mua từ thiện trên này mấy bộ đi. Ờ, đúng không? Ờ. Các bà đang thích một bộ giống như bạn áo đen này. Ờ. Mai kia anh lên thì anh mua một bộ bên. Sao? Mấy bộ về từ thiện trên này đi. Từ thiện. Không, tặng. Hay là miễn phí tặng đi. Hay là có nhiều thì mang nhiều đến từ thiện cho bà con đi. Cô thấy bộ đấy đẹp không? Bộ này kín như thế làm như bộ kia được không? Không, bọn em người Mông mà kiểu như này thì chết. Sao lại chết? Sao lại chết? Trông này nhá. Đẹp quá. À, đẹp quá. Ôi là lại có một bộ thêm nữa kìa. Nhiều bộ lắm chưa đến hết đâu. Bộ cái đẹp nhỉ. Đẹp nhất đấy nhỉ. Con gái xinh nhiều quá nhỉ. Ôi chào em, bộ đẹp thế. Ôi giời ơi, đẹp nhỉ. Em ở đâu đến đấy? Ở dưới à. Quên chỗ à? Dưới Lùng Châu. Lùng Châu à. Ôi bộ này cũng đẹp này. Hai bạn này nếu mà mặc như thế đi xe máy sao được? Được à? Giặt thì lâu khô đấy nhỉ? Đẹp thật. Đấy, mấy tầng liền. Chưa bỏ đồ tới giờ cái này. Đấy, nhìn tự nhìn thấy mình mà đây này. Tạo gian đi. Chào khán giả đi. Chào khán giả. Đúng rồi. Nhưng mà sao chị hôm nay không mặc như thế này? Không, em vừa bảo là đi chợ thì không có tên của em dám vào trong quần áo ấy. Chồng bảo á? Chồng bảo không dám nào? Không phải chồng bảo đi, mình đi chọn để chợ người bán không dám
tèm ấy. Người bán không dám tèm. Thế mày không dám mang về nhà. Ý, nó mà cây mà lùa cho tối sáng ấy. Ý, nó cho mà cây gì? Ý, nhờ cái tối sáng rồi sau này hãy trò kìa. Thế hôm nay không uống rượu được à? Không, không uống đâu, uống nhiều tí nữa, nói nhiều quá. À thế à? Không biết đi về. À thế á? Biết đi. Biết đi nhưng mà không về đến nơi. Biết đi nhưng mà tí nữa cứ có người yêu ở đường đợi. À có người yêu á? Hải Ly có chủ à, cứ giờ kể từ tí ra. Tao chú. À, tụi giờ nó một quay mè. Có phải anh đi quay ở Lùng Vài có một ba anh em có một anh cả là thế. Anh thứ hai là dưới. Anh thứ ba là đồng có phải không? Đúng rồi. À, bảo là có một bốn anh em nhưng mà một anh lại đẩy nó mất rồi có. À, đúng rồi. Đúng thì... rồi. Là anh em nhà chị ạ. Không phải đâu nhưng mà con em với lại con của anh dưới kia là học lớp hay là học trường ấy biết nhau ấy. Anh Thế đúng không? Không anh không phải anh Thế anh dưới. À, anh Đại. Rồi. Anh Đại mất mà bảo thế. Anh dưới. Thế giới. Ừ, giới với lại đồng nhỉ. Đồng đúng rồi. Anh đồng kia nói chuyện với dưới. Lúc chơi nhá phải nó gió mà tôi giả cả hai bậc phẳng con nè. Đấy chị hay xem kênh của tôi thế là đã phát hiện ra nhân vật đấy đúng rồi. Hay theo dõi mà. Ông nọ. Có thấy thế mình trên tivi không? Không vừa rồi ấy. Không có tivi xem không biết. Trên điện thoại à? Trên điện thoại có. Mình thấy mình ở trên. Là trên tivi nhỉ? Xem tivi. Đấy, rất hâm mộ. Giờ đi Hải đi quay lên đi em bạn. Diễn viên Hải. Ờ. Bây giờ ta cái căn mặc hết này giờ chỉ phải là cho điện thoại. Đồ đạc đã được chuẩn bị một chiếc ô. Ở đây có một chiếc ô. Đạt, vâng, có một cái cháu để lắp lên cháu sang đây chơi. Vâng. Hai người gia đình. Chị cả tế ăn đúng cho này. Nó to hồ cháu to. Nó to hồ cháu to. Nhà gần đây nhỉ? Thích về nhà bố mẹ lúc nào mà chả được. 15 phút là đến nơi. Đấy. Đến nhà không xa đâu. 20 phút là xuống hôm nay. 15 phút không về được. 20 phút. Chào nó mua. Chào đi luôn nó cho đi sau đó cả. Đấy, cũ hề đi đó. Nó cho lùm mà cho để giữ rồi. Làm lễ. Hai bên. Giữ lo là chứ không hề thì... Giờ thì tỏ nó là... Không hiểu gì chỉ nhau này. Chú chỉ nhau này cho... Là cả... Nó phải để nó chỉ nhau luôn. Giờ lại út nó cho... Mày cho đi không có được. Hai em là có rồi anh ạ, rất là gần đấy, có rồi. Chú rể là tìm được ra. Anh em có rồi. Đây là cái này là cứ đủ mấy tuần rồi đi nằm lại, nằm lại. Đây không có cái gì. Vâng. Anh nhá. Dạ vâng xin. À, dạ vâng. Chúc là vâng. Nha. Chúc là cả gia đình hạnh phúc. Đây là lễ vật này. Còn đây là trưởng đoàn. Có nhà có thể. À. Có nhà có thể. Đây là có thể. Đây là nhà trai, đây là nhà gái, mời rượu nhau.
tiếp tục đi, không bắt tay hả? Đây đây là bà, đây là mẹ của cô dâu. Đấy, cô có 3 người con. Tôi rất là trẻ. Cháu biết hôm nọ cháu, hôm nọ cháu gặp chú rồi. Học chú ở trên Hòa Nghị Bả cơ. Ôi, cô dâu đi rồi. Thôi nó con ra đây nè. Thôi nó con ra. Như vậy là cô dâu đã được đón về nhà chồng. Đây là đi cùng cô dâu đi. Cái làm quẹo. Mấy đứa sao kia? Nhanh lên! Ôi, ba nha, em ơi! Hôm nay tôi có một chiếc hồ rất là to, màu đen. Chờ chiếc hồ đâu? Anh em hàng xóm đã đến chúc cô dâu, dặm dò cô dâu trước khi sang nhà chồng. Rất đông. Ô, bye bye nha. Bye bye nha. Nhất đàn cái chén là quên nhất gì à? Quên nhất gì không có tiền. Đi chỉ muốn đi ta. Không có gì đây là một cái túi. Mình muốn là đi ra đi ra đi cùng gì nữa? À đi hả? Đây mình nhớ đây này, cái cỏ này mà. Bây giờ đi à? Ờ, cái đồ rất là để ở bên kia hết rồi à? Đồ họ chở đi. À, chở đi rồi à? Có lên nhà chú rể không? Em à, à? Thế bây giờ là chú rể chưa già, chú rể vẫn chưa được già. Chú rể còn nhiều lễ lắm. Bây giờ vẫn lạnh à? Nó phải lạnh là hai lạnh nữa mà nhanh để đi hết chương trình ấy. Trời xem ơi. Xem ra trong nhà đi xem ngoài làm gì. Như vậy là cô chú, theo phong tục thì cô dâu sẽ ra cửa trước, chú rể sẽ ở lại và làm lễ tiếp theo. Đây vẫn còn lại. Không băm mà sẽ được bổ đôi thôi. Bổ đôi là bên nhà gái một bên, nhà trai một bên. À, tức là bên nhà trai một bên, nhà gái một bên để tỏ lòng gọi là hai bên ghép thành một. Rồi, rất là hay. Đi đó. Đi tu. Để chúng ta nói mày này. Lạ lắm à. Em xem à. Quá xin mới nhận được thì quá lắm à. Em đi.
Hai bên tiếp tục là nói chuyện. Và chú rể thì rất là phải vô tư thoải mái. Có thể hút thuốc nào, bắn thuốc nào, bắn lại bác trong nhà là sao mà. Người rất là được uy tín. Đấy. Bắn thuốc nào, uống rượu thoải mái với bố vợ. Và hai bên đấy, bây giờ là bố vợ chú rể lại một phần hương nữa lên bàn thờ tổ tiên. Cho con gái lên đường sang nhà chồng. Thế hỏi nhìn lịch cho mà. Hỏi nhìn lịch cho đã. Bắn kẻ lên. Bắn bắn đại bác. Bắn đi anh ơi. Các bà, các cô, các chú bên lấy lấy ra cửa nữa. Thôi không cần giải đâu. Cho Ngô vào. Ngày xưa cháu đi đón vợ cháu là bị Ngô giải Ngô dưới đấy. Ra cửa. Trước khi có cần ra cửa thì nó cần nghe bà cửa rồi. Động tác thì tương tự. Bao nhiêu người trong gia đình nhà gái thì bao nhiêu mà bước phải lại bây giờ là chú rể và phụ rể đã ra về. Đã mặc lấy áo phao chưa? Rồi bây giờ thì cùng chú rể về nhà. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ thì sau khi làm lễ ở nhà gái xong thì chúng ta sẽ đón dâu về nhà trai ở Hoàng Lì Pả. Và bây giờ thì quý vị và các bạn cùng chúng tôi đón cô dâu về nhà chồng nhé. Vâng, đến bây giờ đến đây thì chú rể sẽ like cô dâu. Đấy, trên một xe.
Rồi đi anh nhá. À rồi rồi, đi đi. Em gì không lên à? Em có lên không? Em có lên không? Hả? Không có ạ. Ờ. Bà đoàn bây giờ sẽ sang bên nhà trai. Tuy nhiên thì nhưng mà vẫn đứng chờ đúng không? Đứng chờ trưởng đoàn chưa về đâu. À, trưởng đoàn chưa về đúng không? Đấy. Nhưng mà mình ra đứng ngoài để chờ đúng không? Đấy. Nhưng mà sao lại vừa ra đi trước rồi. À, nhưng mà có đâu về nhà trước à? Không, đi, chắc là đi về trước cũng được lắm. Thì là đi một đoạn này là nghỉ ăn cơm nữa thì phải tổ chức. Nghỉ ăn cơm một đoạn đường đúng không? Vâng. À, thì phải tổ chức ăn cơm đúng không? Vâng. Bây giờ đi trưởng đoàn chưa về thì phải chờ. À rồi, chờ trưởng đoàn. Thế rồi. Thế không... Tất cả nhà gái sẽ đợi trưởng đoàn đúng không? Đây. Đấy đúng rồi, ôm chặt vào. Đấy. Ôm thế thôi anh ạ. Đấy, chú rể và cô dâu sẽ chờ trưởng đoàn ở đây. Đồ đạc thì đã được chuẩn bị sẵn ở đây rồi. Lát nữa là lên đường thôi. Đây là đoàn hỗ trợ nhà trai đúng không? Ăn cơm chưa? Chưa. Lát nữa lên uống rượu trên kia thôi nhỉ? À cái hòm đấy, cái hòm này, hòm gỗ đúng không? Tiền. Đây nồi niêu xong chảo đây. Ô, có cả cái nồi nấu rượu đây rồi, sợ gì? Đúng không? Nồi nấu rượu đây rồi. Đấy, rất nhiều nồi đây. Đấy, buộc sẵn đây. Chúng ta sẽ dừng lại chờ trưởng đoàn và vẫn còn ăn cơm trưa ở dọc đường nữa cơ. Cô là phó đoàn đúng không ạ? Đúng rồi, phó đoàn. À mẹ phù rể à? À thế chuẩn bị bắt dâu cho nó chưa? À cô. Chuẩn bị nhỉ? Đẹp trai lắm. Rất là đẹp đôi nhá các bác nhá. Đây này, hai vợ chồng này có tướng phu thê này, nhìn rất giống nhau, nhìn như tưởng hai anh em nhưng thành ra là hai vợ chồng. Đang chờ trưởng đoàn vẫn còn nhiều lễ. Nào lên đường. Đoàn nhà trai sẽ mang đồ và đón cô dâu về. Cẩn thận nhá. Rất nhanh, tôi vốn nhanh mà không kịp.